về cái đeo này ha. À, đây chỉ làm bản lề thôi các bạn nha, nhưng mà những cái bệnh nó phát sinh rất là lạ, không biết là khách có giấu bệnh hay không. À, chỉ báo mình làm bản lề rồi là bản lề ở đây ok ha, mình cho bản lề đóng chết. Các bạn xả bản lề ha, lấy cái kìm chúng ta xả cái con ốc này nè, xả cho nó lỏng ra. Còn nếu mà kỹ nữa thì chúng ta, nếu mà làm xả không được cái con ốc này thì chúng ta lấy cái dao gọt giấy á, chúng ta chim vô cái kẽ này, chúng ta gõ xuống cho nó hở, nó có cái độ hở nhỏ là nó sẽ lỏng bản lề. Chúng ta bật lên như thế này, bật lên hoặc xuống khá là nhẹ các bạn ha, là ok, là bản lề chúng ta làm ok. Chúng ta nên xả là bản lề, nên xả bản lề ra để cho bản lề nó nhẹ, để chúng ta bật lên bật xuống nó không có bị dễ gãy lại như ban đầu các bạn ha. Đây thì ban đầu mình chỉ chích keo chết cố định đây, dây này là dây camera, dây camera các bạn ha, chứ không phải là cái dây dây màn hình. Dây màn hình là nằm bên đây, bên trái này nè. Rồi, cho các bạn xem là sao mà ở đây nó bị bệnh như vậy. Nó bệnh là bệnh cái màn hình các bạn nha, bệnh trên men đó, chứ không phải là bệnh cái màn hình không nữa. Mới đầu vệ sinh xong gác vô cứ nghĩ là nó chạy bình thường, tại mình đâu có đụng gì tới men tới bằng cứng đâu. Rồi cái hình ra hình ra gác vô rồi mà kích nguồn nó không có lên, nó lên có khi nó lên nó chạy bình thường, mà có khi nó kích nó không lên, nó treo vòng bấm cặp lóc năm lóc đó, thì nó có sáng đèn. Mình dùng bàn phím máy bàn các bạn ha, bàn phím USB của máy bàn test. Chúng ta test men, là test bằng phím USB máy bàn. Đây, cái men đây, cáp đây, cáp là đã test rồi, gắn cáp vô và thao tác là bóp những cái khúc gãy. Đây, những cái khúc gãy nó cong cong này ha, bóp cong qua cong lại. Này mình ví dụ đang gắn cáp rồi ha, nó bóp qua bóp lại gì mà thấy màn hình nó vẫn không có thay đổi, chứng tỏ là cáp nó ok các bạn nha. Rồi bây giờ tiếp là do men nè, mình chia sẻ với các bạn. Đây cái đặc điểm của cái men này ha. Đây, đây cái con này là con lít các bạn nha, ngay cái móng tay, đầu móng tay mình luôn. Thầy mình đã bóc tụ rồi, cái đầu đây là đầu con lít, lít sleep á, lít là ngủ á. À, cái con này là con ba chân đó. Thầy mình đấu tắt nè, các bạn coi kỹ nha, để mình dòm lại cho bạn thấy ha. Đấy các bạn thấy không, hay có một cái sợi dây nối ngang không. Đấy, thì đấu ngang như vậy là chống tắt, có nghĩa là khi mà các bạn gặp màn hình xuống, máy đang chạy gặp màn hình xuống thì nó không có chuyển qua chế độ ngủ mà nó sẽ hoạt động máy bình thường. Đó là do cái con này chúng ta đấu tắt ngang luôn nên thành ra nó không có chuyển về chế độ ngủ. Hoặc là các bạn máy đang hoạt động, bạn bấm nút nguồn ha, bấm nút nguồn cái là nó sẽ chuyển về chế độ ngủ, nhưng mà khi mà làm như thế này rồi là nó sẽ không chuyển về chế độ ngủ, nó vẫn hoạt động bình thường các bạn ha. Rồi các bạn có thể xem lại và chúng ta để chế độ ha. Nhưng mà những cái men như thế này các bạn gặp á, hoặc là chuyển về chế độ ngủ mà nó bị này kia không như ý muốn thì các bạn đấu tắt cái con này đi, bóc cái con đó ra. Rồi tiếp các bạn ha, thì qua sơ bộ test thầy mình cũng nghi ngờ ha, nghi ngờ và đo đạt cái nguồn từ cái con đây cái màn hình đây ha, đo cái khói nguồn ở đây các bạn ha. Đây, đo những cái khói nguồn ở đây, đo lên cáp và đo lên cái màn hình, đo thông có nguồn lên không, rồi mới biết được là nó có ok cái nguồn trên men hay không. Rồi bây giờ mình sẽ test. Đây mình sẽ test. Mình test thực tế, bỏ lên men lên nè. Test thực tế để xác định lại coi là cái mình đã chỉnh sửa thay thế như là can thiệp vào phần cứng thì nó có thay đổi hay không, hay là nó vẫn y như vậy. Các bạn nên gặp cái dòng men này nên test kỹ xíu ha. Ban đầu là khách đưa làm hư bản lề, mở màn hình lên dẫn lên
đó là một điều rất là khó nói các bạn ha. Tại vì chúng ta khi mà mở máy lên chạy bình thường rồi, chúng ta cứ nghĩ máy nó sẽ chạy ổn định, nhưng mà trong cái kỹ thuật phần cứng á, thì khi mà máy chạy á là một chuyện ha, nhưng mà khi mà nó lỗi á, nó chạy rồi mà nó lỗi á là chuyện khác các bạn nha, chứ không phải là chạy bình thường máy hoạt động bình thường là ok hết nha, không chắc nha. Bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc nào, hóc búa nào mà các bạn suy nghĩ là nó không thể xảy ra thì nó đều xảy ra ở trên cái laptop hết các bạn ha. Chúng ta nên không có thể mà khẳng định một điều nào chính xác là trên cái máy tính các bạn nha, nghĩa là không có thể khẳng định 100% là những cái việc mà men này kia nó hoạt động như ý muốn là không thể khẳng định được ha, trừ khi những kỹ sư lập trình cái bo mạch thôi, nhiều khi họ còn không biết được những cái bệnh mà nó liên quan nữa các bạn nha. Tại vì bản thân họ họ lập trình nhưng mà họ không có test thực tế cho nó hoạt động chạy thực tế, nên những cái mà lỗi vặt cũng như là cái đặc chủng, nếu mà họ biết thì tất nhiên là cái men đó đời 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 sử dụng nó sẽ không bao giờ bị lỗi những cái bệnh đặc chủng của cái men. Thì sửa bằng cứng thì chúng ta sẽ thấy những cái bệnh đặc chủng rất là kỳ cục. Đây thì không cần phải gắn, phải cần test màn hình thôi, không cần phải gắn ổ cứng, không cần gắn USB, không cần phải gắn lo làm gì. Rồi, không biết chút các bạn có thấy không ta?